Trong cuộc sống biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Vũ Thành Vinh đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Gần đây thì thương hiệu cà phê muối Chú Long được rất là nhiều người biết đến ạ. Người đàn ông này đã bước vào tuổi U60 và khởi nghiệp với cà phê muối. Vậy thì không biết ngày hôm nay chú ấy sẽ mang đến khoảnh khắc gì? Xin mời ạ. Đó là khoảnh khắc tôi làm nên thương hiệu cà phê muối Chú Long. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp anh Dương Thanh Long. Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện hết sức ý nghĩa. Chúng ta cùng chào đón anh Dương Thanh Long ạ. Xin gửi lời chào khán giả của HTV9 cũng như chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Khi mà nói về công việc của anh đó, thì em thấy là ở ngoài anh còn trẻ hơn ở trong hình nữa. Cảm ơn anh. Quê của anh Long thì ở đâu ạ? Quê của em là ở Quảng Ngãi. Sau đó học hành đến hết năm lớp 9 thì em lại quay lại thành phố ở với bà cô và theo cái nghề cà phê này. Như vậy là anh theo nghề cà phê này từ rất là sớm rồi. Bà cô có một quầy cà phê ở cư xá Lữ Gia, em ở đó được 3 năm. Cái khoảnh khắc 3 năm đó thì ở ngoài quê với trúng tuổi nghĩa vụ là năm 85. Qua cái thời gian mà em ở trong quân ngũ rèn luyện cho em cái sự bền. Trước khi thành công với cà phê muối Chú Long thì anh Long cũng đã thất bại rất là nhiều. Dạ. Mà anh cũng rất là bền tâm, cũng rất là kiên trì. Anh hãy nói một chút cái thời gian mà trước khi chúng ta có cái thương hiệu cà phê Chú Long. Thì em quay lại thành phố thì em vẫn tiếp tục nghề cà phê đó luôn. Được mười mấy năm, cái khu vực đó giải tỏa thì người ta xây lên cái trường mầm non. Thì lúc đó em mới bỏ nghề. Bỏ nghề thì em ra ngoài là em làm xây qua cái nghề mà em yêu thích nữa, đó là nghề trang điểm với uống tóc cho phụ nữ. Wow. Em thích làm đẹp phụ nữ lắm. Qua cái thời gian mà em làm tóc có được người yêu để mình đi trọn đời, nhưng mà chung sống thì có hơi lục đục thì hai bên chia tay. Em nuôi con, em chỉ có một đứa con gái thôi, thì em không có trụ vững cái nghề trang điểm uống tóc đó nữa. Em mới nhảy qua tất cả những cái nghề, dù là nghề gì em cũng vẫn bươn chải để kiếm tiền nuôi con. Chẳng hạn như là nghề cửa sắt nè, thạch cao, sơn nước. Đến cái năm 2019 thì em mới suy nghĩ trong đầu, mình cũng năng động mà, tại sao mình cứ vấp ngã hoài. Em mới mượn tiền của bạn bè mở một quán cà phê đàng hoàng. Đúng ngay cái mùa dịch đầu tiên, mới mở được một tuần thôi thì đợt dịch đầu tiên ập tới là coi như mất trắng. Mất trắng. Em cố gồng gánh thời gian thì số nợ nó lại chồng chất lên thành 400 triệu. Tới hiện tại bây giờ em vẫn đang trả nợ. Bây giờ vẫn đang trả nợ. Dạ, xin các chủ nợ là mình trả từ từ. Chứ quan trọng hơn, mình đã có nhìn thấy được rằng tương lai mình có thể làm được và trả nợ hết điều đó. Dạ. Chúng ta thấy ở đó có rất là nhiều cái mặt đắng của cuộc đời ạ. Và anh cũng đã tự hỏi tại sao mình là cái người rất là cố gắng, rất là năng động mà tại sao thất bại cứ đeo đuổi mình hoài. Nhưng mà ngồi hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái điều kỳ diệu hơn. Khi mà chúng ta cố gắng thì ở đâu đó chúng ta cũng sẽ được đền đáp, đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Chứ nếu có nhiều người với như tuổi của anh thì bắt đầu bước vào gần cái tuổi 60 thì người ta cứ định hình, có nghĩa là sắp vào cái tuổi nghỉ hưu. Nhưng anh thì không nghĩ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện cà phê muối Chú Long nhiều hơn ở khoảnh khắc này. Anh đã thất bại ở trong cà phê năm 2019, nhưng bây giờ thì tương lai đã rộng mở. Rất là nhiều các bạn trẻ biết đến cà phê 15.000 của Chú Long. Nhưng tại sao lại là cà phê muối ạ? Cũng thưa với quý vị khán giả cũng như các bạn trẻ năng động của chú, tại sao chú làm nên cái thương hiệu này? Nó đúng ra trong khoảng thời gian mà thiếu nợ đó, không có khả năng trả, thì cứ quay về Quảng Ngãi được 2 năm, cũng làm lại cái nghề cũ. Thì vô tình đi ra Huế, đi ngang quán cà phê đó, cũng thấy cái tên cà phê muối. Mình cũng làm trong cái ngành cà phê mà mình không nghĩ tới là cà phê muối là gì. Chưa hình dung ra. Mình cứ nghĩ trong đầu mình là cà phê muối chắc có thể là dằn chút muối vô đó cho nó mặn. Mình cứ nghĩ trong đầu là như thế. Nhưng mà quá trình mình vô mình thưởng thức đó, thì nó lại khác. Nó lại có một lớp kem ở trên. Mà đặc biệt ở người Huế là pha cà phê là người ta không có quậy, người ta để từng lớp một. Chẳng hạn lớp sữa đặc, tới lớp cà phê, rồi lớp kem.
bưng ra cho khách, khách tự quậy lên thưởng thức. Thì đó là cái đầu tiên. Quay vô Đà Nẵng là mình thưởng thức để mình so sánh giữa ở ngoài Huế và Đà Nẵng như thế nào. Thì vô tình nó đậm vị hơn. Thì mình quay về Quảng Ngãi, tới quán cà phê của bạn bè. Lúc đầu thì anh ta cũng chưa có ra cái dạng cà phê muối đâu. Bữa đó vô tình xuống thì anh ta mới làm cho mình một ly cà phê muối, biểu mình thưởng thức. Nhưng mà ở đây anh ta mới pha với tính cách là sữa rồi tới kem, ở trên là với cái phin cà phê nhỏ giọt xuống. Thì mình uống vô mình thấy nó không có gì gọi là hòa quyện hết. Máu nghề nghiệp mà, tự nhiên mình uống hai chỗ kia rồi mình về mình áp dụng mình chỉ cho anh. Thế là qua bữa sau anh pha cho mình đúng quy cách của mình chỉ thì nó lại đậm vị. Từ đó mình mới nung nóng. Quay về thành phố thì trên đường đi, trên đường Cộng Hòa, sao cái mô hình này nó rất đơn giản mà nó cũng vừa với sức tuổi của mình nữa, nghề của mình nữa, tại sao mình không thực hiện? Thì mình về mình ấp ủ và mình nghiên cứu, mình phải làm cái gì nó khác hơn người ta một chút. Cái cổ truyền hồi xưa của mình đã có, nó đúng ra là nó là cà phê kho chứ không phải là cà phê vợt. Chẳng qua là cái vợt đó để mình lược cái xác cà phê mình đi bỏ, thì người ta thấy cái vợt người ta đặt cho nó thêm một cái tên là cà phê vợt. Mình đặt lên bếp than, mình kho với mức độ tùy theo cái độ rang xay của cà phê. Thí dụ cà phê nhuyễn thì mình để trên bếp than đó khoảng 5-7 phút. Nếu cà phê xay hạt lớn thì mình để thời gian nó 10 hoặc 15 phút. Thì cái mô hình đầu tiên đó anh đã xây dựng thế nào? Mô hình đầu tiên thì mình xây dựng rất đơn giản. Nghề nghiệp thì mình có, cửa sắt, cửa nhôm thì mình có. Thì mình mới tự làm ra một cái xe cà phê giống như các bạn trẻ trên đường phố. Đó, như các bạn đã thấy đó. Rồi mình nhờ một anh bạn, mình mới đưa lên một ý tưởng set up cái nhãn hiệu. Có một cái hay mà em quan sát đó, có nghĩa là anh truyền thông rất là tốt. Có nghĩa là dựa trên cái nền tảng TikTok. Thì như anh nói lúc đầu bán được có ít thôi, nhưng mà sau khi mọi người biết đến thì rất 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 nhiều người đã tìm đến. Dạ đúng rồi. Là cái mình nói theo như dân gian á, người ta nói là con người có số. Mình không vận động, mình không năng động, mình không tìm tòi, làm sao mình biết số nào đến đâu. Dạ làm sao mình biết được. Chẳng hạn mình nằm mình ngủ trong nhà thì làm sao có số nó được. Cho nên rút ra một bài học khuyên các bạn trẻ là mình nên vận động, năng động lên. Dù là cái nghề trái hay là nghề phải, nghề đó mình chưa thực hiện được thì mình ấp ủ đó đi, mình vẫn đi kiếm những công việc khác, biết đâu mình quay lại đúng cái món đó thì mình có thể mình làm được. Đúng là cuộc đời là một cái trải nghiệm và một cái hành trình, nhưng mà chúng ta cố gắng mỗi ngày á, đến một lúc nào đó những cái giá trị mà chúng ta cố gắng trước đây vô tình nó tích lũy lại. Dạ đúng rồi, nó trở thành kinh nghiệm quý báu. Ngày hôm nay thì với mô hình đầu tiên anh đã nhân lên cho mình 12 mô hình như vậy, và rất nhiều bạn trẻ đang là những người làm chung với anh. Anh đã trải qua như thế nào ạ? Tại vì mình đã quyết đi con đường đó rồi, cho nên mình set up rất đơn giản. Có nhiều bạn trẻ hỏi, ủa chú làm như thế thì chú làm sao quản lý được? Đúng. Là ngay từ đầu mình đã định hình cho nó rồi. Mình ra cái dạng cà phê là đồng giá 15k. Nó đã có một cái công thức rồi. Dạ, nó có công thức. Vì cái này nó cũng rất đơn giản, mình cũng dễ quản lý lắm. Một chi nhánh, tôi có thể đẩy cho anh 1.000 cái ly. Trong 1.000 cái ly đó, anh chia ra làm 3k cho nhân viên, là tự nhân viên ở đây là sinh viên set up từ khung giờ rất là hay. Một anh quản lý kiểm soát vấn đề đó, vấn đề giữa ca này và ca kia thay đổi thì anh đó phải nắm. Về bằng mình thì mình rất đơn giản, 1.000 ly trong ngày đó anh bán còn dư lại bao nhiêu tính tiền, anh đếm ngược đúng không? Dạ, thì sẽ ra con số vào trong ngày, ra con số của mình thôi. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự đó là những cái trải nghiệm rất là dài trong cuộc đời của anh. Nếu mà chúng ta nghe cái quãng đường của anh đi, bây giờ chúng ta sẽ nói nhiều hơn cái thương hiệu cà phê muối Chú Long. Tại sao nó lại phải là Chú Long mới được ạ? Mình đã tới tuổi này rồi, cũng đáng cha đáng chú của các bạn trẻ, cho nên mình mới lấy cái từ là Chú Long. Rất là thích cái nụ cười của anh ạ. Mặc dù là anh biết đằng sau đó anh cũng có nhiều lúc đã không thể cười nổi trong hành trình của mình. Hay là mình thì mình lúc nào anh cũng cười hả? Ban ngày đối diện với xã hội thì lúc nào mình cũng cười. Không ai biết mình vất vả mà cũng không ai biết mình là khổ cực đâu. Anh giấu cái điều đó vào trong và luôn luôn tươi cười. Chẳng hạn đi làm một cái nghề nhất là nghề thợ hồ hay là nghề sơn nước. Vâng. Tuy rằng nó vất vả nữa. Vất vả và nó lắm lem tất cả các vật dụng trong người, nhưng mà bước ra khỏi công trình là con người sạch sẽ. Cái là một cái hành trình anh đi qua thì đau thương cũng nhiều,
vất vả cũng nhiều. Bây giờ thì nụ cười anh cũng nói anh luôn luôn nở. Thì anh, theo anh là cuộc sống để có hạnh phúc á, thì cái điều gì là quan trọng nhất? Cái điều quan trọng nhất là cái tâm của mình. Mình đừng có suy nghĩ nặng nề, mình đừng có tranh chấp quá. Chỉ cần cái tâm mình tốt và luôn luôn hướng cái tâm đó về những cái điều tốt, không chỉ cho bản thân và cho rất nhiều người xung quanh nữa. Đúng. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều bạn trẻ đã đến làm việc với anh. Đó cũng điều rất là tuyệt vời, tại vì anh giúp cho các bạn trẻ có công việc làm. Nhất là các bạn sinh viên, các bạn tranh thủ những cái giờ mà mình không có học đó, đúng không anh? Có thể kiếm thêm cái thu nhập. Và cái quan trọng hơn hết á, là các bạn phải ý thức như này này. Các bạn sẽ có những cái trải nghiệm từ công việc này mà không phải lúc nào cũng có được. Giống như anh đã từng trải nghiệm qua rất nhiều công việc khác nhau. Sẵn chương trình này cũng khuyên các bạn trẻ một điều như thế này. Mình đừng có nghĩ là mình tới đó là mình làm đúng giờ là mình về. Mình cứ thực tiễn, học hỏi. Cho dù là nghề đó không phải là nghề chính của mình, vâng, nhưng mình vẫn cứ học. Rồi một lúc nào đó nó sẽ động lại trí nhớ của mình. Biết đâu trường hợp đó mình có thể vận hành được. Nhiều bạn trẻ không nghĩ ra, hoặc là không dám nghĩ, hoặc là không dám làm. Thật sự nó là như vậy. Và bản thân tôi cũng vậy. Nếu mình làm một việc gì đó hết tâm, hết lòng mình á, và mình để tâm vào nó, và mình ghi nhớ nó, mình lao động nó một cách hăng say và yêu mến nó, hạnh phúc với nó, chắc chắn rằng trước sau gì cái công việc đó một ngày nào đó nó sẽ giúp ích cho mình. Dạ, đúng vậy. Trên con đường mình đi sẽ rất nhiều cái chông gai và rất nhiều công việc nó sẽ thay đổi. Nhưng nên nhớ rằng những cái việc mình làm hiện tại nó là tích lũy cho ngày mai. Và anh Long là một bằng chứng như thế. Anh đã đi qua rất nhiều cái thăng trầm của mình, nhưng ngày hôm nay với nụ cười này, với ánh mắt này, với những thành công của cà phê muối chú Long, tôi nghĩ rằng vị muối đó hiện nay đã có vị ngọt. Cảm ơn anh. Điều ao ước là muốn truyền bá tất cả năng lực của mình cho các bạn trẻ năng động. Là mình muốn có một cái mặt bằng lớn, mình set up một cái quán để cho các bạn trẻ tới đó tâm sự, hoàn yên. Mình sẽ dựng lên một cái không gian xa xưa mà mình đã làm cà phê muối. Người đàn ông gần bước vào tuổi 60 này vẫn còn rất nhiều hoài bão. Ở cái tuổi này thì đôi khi một ai đó đã nói và đến cái tuổi nghỉ hưu rồi ạ. Nhưng không, anh vẫn say mê với những gì mình đang theo đuổi. Trước mặt chúng ta là chú Thanh Long đã thành công với những khoảnh khắc của mình. Cảm ơn chú và chúc chú sức khỏe và truyền nhiều cái năng lượng tích cực qua những cái công việc mà chú đang làm. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn chú vì đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Bởi vì cái thương hiệu cà phê muối chú Long nên là đôi lúc đó tôi cũng gọi theo cái thương hiệu là chú, nhưng mà thật ra ở ngoài anh rất là trẻ. Anh Long này, ở khoảnh khắc này thì chúng ta sẽ có được cơ hội để chạm đến một trong ba cái cảm xúc mà mình sẽ chia sẻ. Thứ nhất là nói về bản thân của mình, thứ hai là nói về những người thân yêu, thứ ba là nói về cộng đồng xung quanh mình. Bây giờ anh Long sẽ đưa tay về phía trước chạm lấy một trong ba cảm xúc mà anh sẽ chia sẻ. Xin mời anh ạ. Em nghĩ là anh Long sẽ muốn nói nhiều với những người chung quanh mình lắm á. Dạ đúng rồi. Trong khoảng thời gian vừa rồi trên cuộc đời mình đã va chạm, muốn nói đến mọi người cũng như các bạn trẻ năng động của chú một lời chân thành nhất từ đáy lòng của mình, là mình phải cố gắng và dù cho vấp ngã mình vẫn nở nụ cười trên môi. Có ai đó đã nói với tôi rằng may mắn sẽ đến với người luôn luôn biết cố gắng. Nếu các bạn muốn may mắn đến, hãy hành động, hãy cố gắng không ngừng, may mắn sẽ đến. Tôi tin chắc vào điều đó. Và anh Long là một ví dụ điển hình. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã yêu thương khoảnh khắc cuộc đời suốt 4 năm qua. Và chúng tôi luôn luôn muốn mang đến những khoảnh khắc yêu thương, ý nghĩa gửi đến quý vị. Đây là khoảnh khắc cuộc đời năm thứ tư. Và chúng ta có hẹn với nhau 24 giờ tiếp theo. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.